Nam bác sĩ nha khoa bị đâm tử vong khi cố gắng ngăn cản kẻ trộm xe máy của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phát hiện kẻ xấu đang lấy trộm xe máy của mình, nam bác sĩ truy hô và lao đến truy cản thì bị đâm gục tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 5 tại đường D37, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương theo thông tin ban đầu thời điểm trên anh tê là bác sĩ nha khoa phát hiện một đối tượng đang có hành vi lấy trộm xe máy nên tri hô lớn đồng thời nam bác sĩ lao tới chặn kẻ trộm thì bất ngờ bị một đồng bọn của tên trộm dùng dao đâm gục sau đó hai đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường riêng nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi nắm được vụ việc lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ án. Ngày 5 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm đối tượng có đặc điểm, dáng gầy, cao khoảng 1m7. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin, nam bác sĩ nhà khoa bị đâm tử vong khi cố gắng ngăn cản kẻ trộm xe máy của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo